Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá Ba A với nước Long An để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay. Dứt điểm, phải dứt điểm đầu tiên đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trà Ga Tuấn Thành. Gọi là bàn thắng của Tăng Mát. Dứt điểm khá bất ngờ của cầu thủ áo số 39. 1-0. Số 1 Thành Nguyễn, số 39 Úc Khờn. Số 3 đó là Tài Súng. Số 1 thủ thành Khánh Duy. Các cầu thủ đó và bỏ lỡ của cầu thủ áo số 10 vị trí của Phúc Mèo. Dứt điểm Phúc Mèo đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Tấn Lộc. Dứt điểm đưa bóng đi vào xa. Trước cái dứt điểm bắt vô lề khá tốt nhưng bóng đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Lại điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Tài Man. Hơi đáng tiếc là không có sự xuất hiện của trọng tài Kiệt Mắt. Dứt điểm và dứt điểm trong một tư thế hơi khó của thủ môn. Vẫn còn rất khéo léo, chưa thể có được cơ hội dứt điểm dành cho Phúc Mèo. Quá đáng tiếc, đã tạm thời bị trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Cạc Giữa FC, nhưng đội bóng đỏ vẫn sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Đánh đầu, đánh đầu về phía góc gần và đó là một tình huống cản phá xuất sắc của thủ thành bên phía đội bóng. Đánh đầu đưa bóng về phía góc gần, bóng đi rất hiểm. Thủ thành Tấn Lộc đã có một pha ngã người chuẩn xác. Dứt điểm, và dứt điểm chuẩn xác của Kha On, tỷ số được san bằng 1-1. Quá căng nhưng bóng găm thẳng về phía góc chết, không có cơ hội nào dành cho thủ thành bên phía đội bóng Trà Ga Tuấn Thành, đó là Tấn Lộc. Một tình huống đánh đầu lái bóng và bóng đã đi vào lưới, mang đốt lưới nhà của cầu thủ mang áo số 7 vị trí của Minh Khôi. Quá đáng tiếc cho bóng. Nỗ lực phòng ngự và thủ thành của đội bóng Trà Ga Tuấn Thành đã lao ra. Quyết định thực hiện khá tốt, vẫn khai nhiệt của thủ thành. Dứt điểm và dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài mép lưới. Nỗ lực ra chân. Dứt điểm tiếp tục phải dứt điểm của Thanh Phong. Một lần nữa bóng vẫn đi chưa chuẩn xác. Còn dứt điểm, phải dứt điểm vẫn đưa bóng đi không chuẩn xác. Dứt điểm từ xa, phải dứt điểm khá tốt nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được thủ thành bên phía câu lạc bộ Cạc Kia FC. Sau khoảng thời gian đầu trận bị đối thủ lấn lướt thì bây giờ Cạc Kia FC họ đang cho thấy được sự tự tin trở lại sau liên tiếp những bàn thắng được ghi. Chuyền ngang, tình huống dứt điểm thẳng chứ không phải là đường chuyền ngang dành cho anh Hậu. Bóng đã đi vào lưới, tỷ số được san bằng 2-2. Và làm bàn là của Đoàn Văn Hậu. Ta sẽ cùng theo dõi lại pha dứt điểm chuẩn xác của Đoàn Văn Hậu và một pha bỏ bóng rất khôn khéo của số 39 Tăng Mắt. Văn Hậu rất hay. Điểm vẫn chưa thành công Tăng Mát. Tỷ số được nâng lên 3-2 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trà Ga Tuấn Thành. Cùng theo dõi lại tình huống này. Cú đúp bàn thắng của Tăng Mát. Rất hay. Minh Khôi. Và dứt điểm không thành công. Quá đáng tiếc dành cho tình huống vừa rồi của Tăng Mát. Không hiểu vì sao số 39 lại có một tình huống để bóng đi đưa bóng chạm vào cột dọc. Đường chuyền rất thuận lợi của Minh Khôi dành cho Tăng Mát và khung thành cũng đã mở toang trước mặt. Đội hình của các cầu thủ bên phía Trà Ga Tuấn Thành cũng có đôi chút sự xáo trộn. Cú đưa sẽ được đẩy cao lên đá trung phong. Cú đá chân khá bất ngờ của Thành Phát. Tình huống dứt điểm vừa rồi mang về một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Cạc Kia FC. Thành Phát
bóng Khaon phải dứt điểm ở góc gần của cầu thủ áo số 7 đó. Không được và cài người không thành công của Phúc Mèo. Tấn Lộc, Minh Khôi đường chuyển lối dứt điểm ngay. Chút nữa thì đã có thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trại Gà Tuấn Thành với một tình huống trả bóng về rất hở hình. Văn Hậu, đây là Phúc Vinh. Điểm dứt điểm từ xa. Văn Hậu chân trái. Dứt điểm của Văn Hậu chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành Khánh Duy. Rất bài bản của các cầu thủ bên phía Trại Gà Tuấn Thành. Và đáng tiếc không có được bàn thắng dành cho Văn Hậu trong pha bóng này. Rồi ta để mất bóng khá nguy hiểm, phản công dành cho các cầu thủ đó. Nỗ lực xử lý bóng là của cầu thủ áo số 77 Khánh Kha, nhưng pha kết thúc cuối cùng của Khánh Kha thì lại đưa bóng đi vọt xa. Quá đáng tiếc. Đoàn Văn Hậu và dứt điểm chuẩn xác của Đoàn Văn Hậu, tỷ số được nâng lên 4-2 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Trại Gà Tuấn Thành. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Trại Gà Tuấn Thành. Và dứt điểm chuẩn xác của Đoàn Văn Hậu đưa bóng về phía góc xa. Rất hợp lý. Thành Phong bật dứt điểm đi ra ngoài rồi. Quá đáng tiếc. Tăng Mát gọi và Thành Phong. Ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đường truyền rất thuận lợi của Minh Khôi dành cho Thành Phong và khung thành cũng đã mở toang trước mặt, nhưng không hiểu vì sao đội mã số 9 là dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8. Ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của Kiến Thật. Dứt điểm khá hiểm hóc của cầu thủ mang áo số 8. Cơ hội bây giờ tiếp tục dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng xanh. Và lần này thì Văn Hậu đã hoàn tất qua chiếc bàn thắng của mình. 5-3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trại Gà Tuấn Thành. Và phối hợp ở tốc độ cao của các cầu thủ bên phía đội bóng Trại Gà Tuấn Thành. Và người kết thúc cuối cùng là Văn Hậu. Rất nỗ lực pha xử lý tiếp tục là của cầu thủ mang số 8 vị trí của Kiến Thật. Đáng tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chạm vào đầu ngón tay của thủ thành Tấn Lộc và trôi hết đường biên ngang. Quá được lợi thế và đánh đầu đưa bóng đi sân công dọc. Hơi đáng tiếc dành cho phải và dứt điểm chuẩn xác đã mang về bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Trại Gà Tuấn Thành. Chúng ta theo dõi lại tình huống này. Lý Văn Hậu và xử lý hơi chần chừ của Văn Hậu nhưng bóng vẫn còn. Nỗ lực dứt điểm ngay sau đó của Văn Hậu, nhưng rất may là Khánh Duy lần này đã chơi tập trung. Đội bóng phía đội bóng Trại Gà Tuấn Thành. Tỷ KK phải dứt điểm lần này của Tỷ KK vẫn chưa đủ để đánh bại thủ thành bên phía đội bóng FC. Tình huống cú thua bằng chân của Khánh Duy. Cú thua làm chúng ta nhớ đến những tình huống xử lý. Vẫn còn cơ hội dành cho số 3 và dứt điểm có phần và dứt điểm ở góc gần khá nguy hiểm. Chúng ta chân của cầu thủ chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha xử lý chuẩn xác của pha di chuyển cắt mặt và dứt điểm rất khôn khéo của sang 10 điểm. Được cơ hội để các cầu thủ đỏ họ có thể tìm kiếm bàn thắng. Đường đá chủ động của Khánh Kha, bóng vẫn còn trong cuộc. Tỷ KK phá căng ngang. Chưa có được bàn thắng thứ 7 dành cho Trại Gà. Điểm của thành viên của thủ môn số 1. Khánh Duy đang
thuận trước đó mà các cầu thủ áo trắng họ đã có pha dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc. Cú đá chân trước đó có vẻ là của cầu thủ mang áo xuống. Lần này thì chắc chắn là sẽ có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đoàn Trà Gà Tuấn Thành. Pha điểm bóng chuẩn xác của số 17 đó là Phúc Quỳ Đúng. Đường chuyền kiến tạo của cầu thủ mang áo số 10 dành cho Phúc Quỳ. Dứt điểm. Phải dứt điểm đưa bóng đi sát mép cột dọc của cầu thủ mang áo số 7. Không có được bàn thắng thứ 5 dành cho cả TFC sau nỗ lực ra chân của Cao Anh. Khá khó khăn, một tình huống dứt điểm rất căng. Đó là chân của Phúc Quỳnh. Chạm nếp trên khung thành. Chạm nếp trên xà ngang khung thành. Và Bắc Cô Lê rất mạnh. Đây là một pha cắt bóng chuẩn xác, cơ hội dành cho các cầu thủ áo trắng xanh vẫn còn. Tiếp tục một tư thế quá khó. Chợ đang treo thưởng dành cho cầu thủ mang áo số 30 bên phía đội bóng Đại ca Tuấn Thành. Và bây giờ thì bàn thắng rút ngắn tỷ số nó đã đến dành cho cả khí FC. Và làm bàn là Phục Kiến Thật. Áo trắng xanh đường truyền rất hợp lý, cơ hội dành cho Tuấn Vũ có thể dứt điểm. Và dứt điểm lần này đưa bóng đi ra ngoài. Những người đồng đội trên băng ghế dự bị đang rất mong chờ tình huống làm bàn của số 30. Vừa rồi Tuấn Vũ đã xuất bay luôn 1 triệu của mình. Vị trí của Phúc Vĩnh. Tiếp tục là Tuấn Vũ, tốc độ của cầu thủ áo số 30. Và bây giờ tiếp tục vẫn là một pha Messi cuối. Điều chuyển khá hay. Và chạm bóng chưa thành công. Tuấn Vũ. Tuấn Vũ. Tuấn Vũ. Điều chuyển ngang. Bóng chạm sàn ngang. Bóng chạm cột dọc. Một ngày thi đấu mà các thủ Trà Gà Tuấn Thành họ đã xuất khá nhiều vào vị trí khung gỗ. Hết cột dọc rồi tới sàn ngang. Messi cuối. Dứt điểm. Phải dứt điểm chưa vượt qua được đôi tay của thủ thành Tấn Lộc. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng xanh. Đó là một quyết định dứt điểm chứ không phải là đường truyền dành cho Tuấn Vũ. Messi cuối, đường truyền dứt điểm đi. Chuẩn xác, tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 6-7. Và làm bàn là của lúc này thì Kiến Thật và Đoàn Văn Hậu đang khoảng cách chỉ còn lại một bàn mà thôi, nhưng đây cũng đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2 rồi.